Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bằng Lê Phương Bài YouTube Channel. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đá cái đội Liverpool mà chấp 3 trái với một team mà chủ yếu chỉ có Shaqiri và Neymar thôi. Còn hai cầu thủ như là Wanyama thì chủ yếu là lắp tua cho cả bonus, cũng như là Mahrez thì lắp tua cho nó đẹp team thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đá luôn, thì anh em cùng theo dõi nhé. Rồi, như vậy trận đấu đã bắt đầu. Đây là team của mình. Thì như em có thể thấy lúc đầu là mình chấp luôn cả thủ môn và hàng hậu vệ, mình chỉ để cầu thủ silver và thôi. Và mình sẽ đá với team Liverpool, mình sẽ chấp Liverpool 3 trái. Đúng với như vậy trận đấu đã bắt đầu. Đây là Shaqiri. Mình sẽ tận dụng khả năng kỹ thuật khéo léo của Shaqiri để có thể qua người. Đúng là Shaqiri, các bạn rất là khéo léo. Xuất xa. Wow, tỷ số rút ngắn sẽ còn 1-3 ở phút thứ 52. Người ghi bàn là Shaqiri. Đây, như các bạn có thể thấy là một pha solo từ giữa sân, từ đó cua vào ôm cua và chăm vào ghi bàn, rất tuyệt vời của Shaqiri. Ok, bây giờ các cầu thủ silver của mình sẽ cố gắng để lấy lại bóng từ chân các cầu thủ đã nâng mắt 100 của Liverpool. Mokwara, Wanyama, Mahrez. Vẫn là Mahrez. Anh sẽ chuyền cho Shaqiri. Vẫn là Shaqiri. Xuất xa. Wow, một pha cứa lòng rất tốt. Tỷ số là rút ngắn xuống còn 2-3. Lại là Shaqiri. Đó, các bạn thấy là việc ghi bàn rất là dễ dàng đúng không? Thì chỉ cần chúng ta cố gắng, chúng ta tập luyện thôi, thì những cái màn này sẽ rất là đơn giản. Cái này là mình chỉ sử dụng cầu thủ bình thường thôi, còn nếu mà anh em nào có những cầu thủ 99-100 thì chắc chắn sẽ dễ hơn nhiều. Salah sút không được, gần máy dứt điểm rất kém. À, anh em cứ tự tin là chúng ta xài những cầu thủ mà nó chỉ tương đối thôi không được. Ở đây mình đang xài toàn những hàng thủ silver. Shaqiri. Vâng, và thêm một pha bóng nữa mình sẽ tiếp tục tận dụng khả năng của Shaqiri. Vẫn là Shaqiri. Messi thụy sĩ. Gần rất khéo léo. Cứa lòng. Wow, tỷ số trở hòa 3 đều ở phút thứ 79. Và lại là Shaqiri. Rồi, anh em có thể thấy là điểm ăn mừng một con vịt. Ba tình huống gần như tương tự nhau. Shaqiri đục phá từ bên góc trái, sau đó anh sẽ ôm cua vào trong và anh sẽ ghi bàn. Rất tuyệt vời. Rồi, bây giờ là tiếp tục vào Shaqiri. Đang sử dụng chính con hàng dự bị của Liverpool để có thể hạ gục Liverpool. Người ta gọi là cách này là lấy đập chỉ đập. Vâng, chúng ta lại có Shaqiri rồi. Vâng, rất là khéo léo các bạn. Nhờ nhỏ người nên là cũng ít bị va vào bảo vệ đối phương. Miller. Neymar. Dứt điểm. Wow, tỷ số làm 4-3 ngay ở phút 90, phút bù giờ của trận đấu. Neymar với một điều ăn mừng, một điều nhảy rất là đẹp mắt. Cũng như Shaqiri thì Neymar có khả năng cứu bóng rất tốt và anh đã không bỏ lỡ cơ hội này. Firmino, Mane. Và bây giờ thì đội của máy thì đang cố gắng để có thể xem bằng tỷ số. Salah, vẫn là Salah, nguy hiểm quá đối mặt. Sút không vào. Vâng, vậy một lần nữa Salah bỏ lỡ cơ hội. Vâng, và anh em có thể thấy là mình đã dễ như thế nào. Vâng, và xin được cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.